Con nghe rõ không? Dạ nghe Nghe rõ rõ. chỗ không? Ok. Chào tất cả mọi người, chào Thượng Thiên Nhất. Đầu tiên là chúc Thượng Thiên Nhất sinh nhật vui vẻ ha. Dạ. Bà. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì mày đưa quà luôn đi. Quà, đưa quà luôn khoan, đi. Khoan, khoan, thằng sự nhất mày làm mồi ngon mới có quà, còn không có mồi ngon là tao không có cho quà, đúng không? Một rau mà kể thử có món gì ngon không? Nhưng mà ông già còn thiếu một chung cái iPhone 14 đó nha. Rồi okay. Khoan, bây giờ tôi nói chuyện là cái chuyện bà nó bôi nhỏ đất nước mình đó, thì cái cô gái này không biết cô giáo hay là không cô giáo gì thì tôi thấy nó cũng có hơi hướng là xuyên tạc, thì cái chuyện nó cũ như quả đất rồi. Thì không đi sang Nguyễn không có gì gọi là phải bàn cãi, là bởi vì cái chuyện này nó xưa quá rồi. Cái chuyện này nó lặp đi lặp lại hoài, từ có một cái chuyện của một cái cậu bé, một cái cháu nhỏ mà đã đi không may mà rớt xuống dưới đó, thì cái chuyện đó là mà ngay đợi giờ phút này tất cả những người trong nước hoặc là những người cơ quan chức năng mà có nhiệm vụ đó thì họ còn mong là cậu bé được sống cũng giống như nãy giờ các con các cháu rồi bình luận này kia hơi hướng giờ Mỹ thì cái chuyện nó bình thường. Mà cái gì vậy, giống như Trung nói ok cái chuyện nó bình thường, mà biết là tất cả mọi những các người mà coi như là về lãnh đạo trong đất nước mình á ok thay đổi vị trí, mình nói một cách nôm na thay đổi vị trí cho thích hợp. Cái chuyện đó đối với mình chuyện bình thường quá. Đây là tôi nói cho mày, tôi nhắc lại cái chuyện của nước Mỹ cho mày nghe nè. Khi ông Donald Trump vừa lên tổng thống, mày biết ông sa thải hàng loạt những cái chức vụ cao cấp, kể cả bộ tư bộ trưởng quốc phòng con mẹ gì, tư pháp CIA con mẹ gì, làm loạn quách quách làm có veo mà người ta không biết lý do gì, đủ cái đó mới là ghê chứ. Mà nó im re. Ta nói lý do đó là hiến pháp. Ta nói lý do đó là hiến pháp của Mỹ quy định. Má buồn cười á. Không hề. Anh thử nhất quá kêu không hề. Anh thử nhất rồi. Đúng rồi. Không hề. Không hề bao giờ có một cái gì đó thét nét. Đồ quá đi buồn cười cho nó chứ. Còn ở Việt Nam chúng ta thay đổi nhân sự. Cái chuyện đó chuyện quá ư bình thường. Mày làm không được chỗ này. Mày làm không tròn nhiệm vụ chỗ này. Tao duyên chuyển mình chỗ khác. Cái chuyện nó giống y chang như một đứa con nít trong gia đình vậy. Mày giống như kiểu như gia đình của mình thôi, mày làm được cái này hay để cho người khác làm, mày sai con cái mày thôi, bình thường, cũng quá bình thường. Nhưng mà nó vẫn bơi móc ra, nó vẫn bôi nhỏ, nó hạ thấp uy tín giống như chay thằng Trung nói. Thì nhắc đi nhắc lại một chuyện đó, tao muốn nói về cái cô gái là phát ngôn có hơi hướng phản động, và nói một cách khác chăng nữa là có một cái đầu óc vọng ngoại quá sức tưởng tượng. Những lý do không tưởng đủ, mà bây giờ người ta cứu cháu bé là coi như thập tử nhất sinh, từ giây từ phút từ ngày mà anh bà này lại nói một cái câu là được, không có cầu cứu Mỹ bộ sự nhục hả, là một anh thấy một cái câu nói rất đủ má, một cái câu nói là đủ má nó thúi má, cái này là học trò của dưa leo chứ đụng má, chứ không phải là tao biết mà nhỏ này chắc chị em của dưa leo dưa leo đủ bây giờ. Ê, bên nói tôi nói ăn rồi má nó mắc miếng nó bằng cái thứ khác anh ơi, không mày ơi khổ quá, mình là ông trai đừng có nói mấy câu đó, mày mệt quá. Tao nói tệ hơn tao nói tệ hơn nữa cho nên ra không có nói đâu. Tao nói cho mày nghe cái điều này là tao biết mà, chị em nó là một nhà cho nên việc đó nó có lẽ bây giờ nước Mỹ tan quan cái trời nào bão tuyết nào ngập lụt nào đủ thứ đủ, nó giỏi quá sao nó không cảnh báo cho người dân đi trốn đi hoặc là sao đi đó, mà tao đó, mới tao mới liên hoa nha đang lụt đó, cái gì tao liên hoa nha đang lụt đó đồ mà học dưa leo đủ má đủ má dưa leo đủ má, tại sao mà đủ má miền Trung mà không khắc phục được hậu quả để hàng năm cứ bảo hoài đủ má, nó buồn cười lắm đủ tiếu lanh đó. Tao nói rồi nghe, ở đây ta không bàn về cái vấn đề coi như cứu hay là cứu, nhưng mà tao nói chủ yếu là trọng tâm về cô gái này. Khi cô gái này phát ngôn ra là mình thấy là giống như là cái hàm xí rồi, đụng nó thúi vô chứ cuối cùng không biết lựa lời mà nói, không phải thời gian để bà nói và không phải nói lúc nào cũng được, và hơi hướng này là hơi hướng phản động, nói thẳng là một câu như vậy. Ô mẹ cái gì nó cũng ngóng nói Mỹ là cái gì, đồ Mỹ còn qua học Việt Nam mà học hỏi quá trời quá đất luôn, tao không biết nè, biết rành lắm mà học Mỹ còn đi năn nỉ Việt Nam phải dạy lại cho những cái chiêu đó. Thứ nhất là cái gì, ngày xưa tao mới nói là cái câu gì, có một cái này như có thiệt đó. Cái vụ mà mày nhớ cách năm 2015, 2016 gì đó thì ở thế giới nó phát ra một cái bệnh kêu bệnh cúm gà không? H5N1 á, mày nhớ không? H5N1 đúng rồi.
Ừ, má Mỹ sẽ qua đi năng Mỹ mà truyền lại cho tao đi, rồi mới vô có phòng thí nghiệm có cái bài hồi xưa có cái bà bộ trưởng bộ y tế là bà Kim Ngân gì đó dẫn rồi ba tổng thống à, đó Tuyến. Vô tham quan cái nhà máy nghiên cứu về H51 luôn, má Mỹ sửng sốt, mà trong khi đó là H51 là khuấy động tan nát ở nước Mỹ cả. Việt Nam mình chống tỉnh bơ rồi, học nhiều lắm, nhiều học là vừa kinh tế vừa quân sự, nói chung là học hết trơn đủ má. Đâu học mình thôi, mình tao chó phải đi học nó chứ nó mệt. Đây là tao nói là nó có cái tính cách là hơi cường điệu một chút, nhưng mà tao ghét nó rồi quá đi, cho nên ra tao nói vậy. Có gì sai tụi bay tha thứ nha, không là thứ kệ cha tụi bay chấp bắp mới gì tao rồi quá. Được, nói chuyện có đã. Đúng rồi. Đi mà gài, mà gài. Nói chuyện lưu manh, mà gài. Đúng rồi, tụi nó lưu manh từ xưa giờ, nó nói chuyện tao toàn lưu manh không đủ, nó không ngờ biết sải tay. Nó cứ thứ nó từ xưa giờ vậy, hãy đụng gặp mặt tao là bắt đầu nói chuyện trời ơi, chuyện trên trời không à. Đủ tay sao? Nó được quyền nói chuyện trên trời mà tao không được quyền nói chuyện trên trời là sao? Bất công. Tao dài hả? Vừa phải thôi chứ, đủ. Đúng không? Tao lao. Ông cầm lên, ông bắt trúng mất rồi. Gì nữa đây, đủ quá. Thì tao nói mày rồi, nói chung như vậy á. Bây giờ thì mình chỉ... Cái anh bắt đi vô làm việc. Bắt đầu đủ quá, tao kỳ này tao về tao xe mua, tao với mày đi đua nghe, đủ quá. Tao mua mô tô, tao chạy tao với mày xuống nhà cái thằng đủ bỉ từ cái nhất này quậy nó cho nó tan nát rồi hoa nó tao, đủ quá. Rồi thì nói chung thì tao thấy vui. Với lại ở đây là cái hồi nãy tao có đọc một cái tổng kết của cái quốc tế đánh giá Việt Nam mình rất là cao. Trong mấy chục nước thì Việt Nam mình coi như là đứng hàng thứ 30 về những cái nước quốc gia mà hùng mạnh nhất thế giới. Đủ hết chưa? Mày nói ngộ lắm mày. Tụi này hết càng chống mà này càng chửi thì mình lại càng phát triển và càng mạnh mới là ghê chứ, đủ mới kịch lý cho đó. Đó. Hình như động lực cái anh nó là nó cái đó là cái động lực để mình phát triển đó. Thì đúng rồi. Ở đây nó để là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, Việt Nam xếp hạng 30. 100 mấy chục nước mà mình xếp hạng 30 là ngon rồi nghe, đồ quá ngon rồi nghe. Và GDP đầu người là 11.553 USD. Đồ má gì là tăng dưỡng mà tao đã nói mày rồi, đồ tao giấu số hộ nghèo không lừa mà nó cứ moi ra nó bắt tao phải đưa. Đồ mày không được, mày không được quyền lấy số hộ nghèo ra nữa. Mày là mày hết nghèo rồi. Thì tao nói nó rồi, đủ tao còn nghèo, tao dứt khoát tao không chịu, đủ quá còn nghèo, đủ quá dứt quyết là phải giữ cái số hộ nghèo, bởi vì giữ số hộ nghèo được lợi lắm mày. Mày thấy rõ ràng không, cái việc lợi, cái gì nó lấy lợi rồi đó. Hả? Nó lấy năm rồi lên, nó lấy năm 2021 tao, rồi tao không đưa, đủ quá làm gì tao, tao không đưa đó, đủ quá đủ giữ dứt quyết phải giữ số hộ nghèo, đủ quá cho đủ. Nó kêu không được, nó kêu tao cứ giữ, đủ làm gì tao, đủ. Nhưng mà nhưng mà hôm nay sinh nhật mà đù hoài cái giảm đù lại, giảm đù lại mê má, đúng không? Già rồi mày đặt sinh nhật với sinh nhật mày đặt đủ tin gì đâu, tại vì mà gato đúng không, gato với thời tiết đúng không bây giờ bố yên tâm, tới sinh nhật của bố thì cũng sẽ có một cái like cũng là hoành tá tràng mở bài tình hình lòng lớn có cầu trường hình gì tao lơ luôn tao hỏi là rồi đó là làm trực tiếp luôn phải không, trực tiếp luôn rồi mệt quá rồi. Thì mình mới nói có mấy lời thôi, rồi tại mình cũng cây cai nhỏ này, bởi vì cái khi nó dở cái giọng ở đây là cũng có Mỹ trong đó nữa, đủ cái gì cũng Mỹ, nó buồn cười lắm. Báo biết cái mắt ông mất cha gì đủ quá, Mỹ gì mà cứ hễ cái chuyện gì, bất cứ xảy ra bất cứ một cái chuyện gì mà ở trong Việt Nam mình, thí dụ như là từ quân sự, từ kinh tế, từ nói chung tất tần tật là đủ nó cũng có dính Mỹ à, mà nó không so sánh với ai. Nó không nói bất cứ ai trên thế giới 100 mấy chục nước rồi mà không đủ, nó cái đè đầu Mỹ ra nó trị hoài đủ nó khổ. Mà tao nói mày rồi, thằng Mỹ thua Việt Nam toàn tập, thua gì từ nhân quyền, từ kinh tế gì, nó quân sự thua ráo trên rồi. Tao hỏi nó mấy câu rồi đó, nó chửi tao mày đủ, nó kêu bưng bô đủ quá kỳ. Tao hỏi nó mấy câu đó, tao bưng bô đủ, nó không trả lời mà nó kêu bưng bô. Cái câu thứ nhất tao hỏi thì nó trả lời gì được đâu à? Nó trả lời không được cho nên nó mới chờ nói vậy, bởi vậy khổ thì mình ghê vậy. Đủ tao ra mà đi cái gì
ở đây nè, tao thẳng mày, tao đang sống ở nước Mỹ rồi, tao đã chiếu cái cảnh ngoài trời tuyết bay phủ đầy trời trên nãy tao mới coi để xác nhận là tao không phải là người Việt Nam, rõ ràng chưa? Ở đây thời tiết nó khắc nghiệt, và ở đây nó nói chung là cái gì mà khổ á, mà mùa đông ở đây thì ai cũng biết rồi, và hôm nay mùa đông năm nay á là nước Mỹ là còn chết dở nữa, là tất cả báo đài báo chí tất cả mình ta không nói láo, hầu như bên Cali là ngập lụt rồi bão tuyết ập vào những nơi rất khốn khổ và chết, có nhiều cái video clip nó đưa ra là chết không kiếm, tức là chết mới nổi. Mà bây giờ cái đội cảnh sát hình sự mà cái đội mà để mà ấy đi gõ cửa từ nhà đó, nó nói chung về bên quốc gia hả, về bên quốc gia đi gõ cửa từ nhà, thế mà nó cứ chỉ mũi dù gì là nó chửi không à, đủ rất cùi. Trong khi đó nếu mà cái thằng nào ở nước Mỹ thì nó sẽ hiểu hoàn cảnh đó. Việt Nam mình rất là may mắn ở một cái vị thế địa lý rất là tốt, nước ta là coi như là cái thời tiết nó rất là ok, hầu như tao nói cho mày nghe Việt Nam mình được cái trời phú trời thương, cho nên vì chỗ đó ra từ địa lý, từ vấn đề coi như là thời tiết là kia rất là tốt. Trong khi đó các nước lân bang, thí dụ như ở Mỹ, Anh, Pháp, châu Âu rồi kia te tua về vấn đề bão tuyết thì ngược lại Việt Nam mình ung dung tự tại, thậm chí mà cây cỏ nó còn thương Việt Nam mình. Lý do tại sao biết không? Mày ngon đi, 1 kg xài hoài đập mà qua bên Mỹ này bảo đảm mày bắt mắt gấp 10-20 lần mà người ta vẫn ùng ùng tới đi mua. Đó rồi, đó là trái cây đó. Đó. Đừng có nói chi mà nó chỉ mà tao mình nói vậy thì nó thực tế đàng hoàng đúng không? Cốc bò lạc đó anh, phải cốc bò lạc không? Không, xoài hoài lọc. Chứ không phải cốc bò lạc, mà cốc bò lọc đó. Thì cát hoài lọc qua bên Mỹ này bị nó kỳ rồi, nó mưa đêm 20 tấn nha, nhập khẩu rồi tôi chưa đầy 2 kg hồi sau không còn cái nào hết trơn trời. Tao vô bữa đem qua 2 tấn. Bữa mới đem qua 2 tấn là trong vòng 15 phút. Mày nghĩ sao 20 tấn chứ đâu phải là một cái đâu. Không không. Mà nó không có cái nào. Thôi giờ còn bữa anh. Bữa trong vòng 15 phút là không còn một cái. Việt Nam mình được thiên nhiên ưu đãi, trời phú trời thương đó, rõ ràng chưa? Trong khi đó những cái nước mà lân bang là bất hạnh, nó thiệt mày. Ai biết chơi xấu nước tầng chi, bây giờ trời trả quả đó, thấy chưa, đúng không, đúng rồi, tao nói rồi mà, tao nói rồi mà, tao cõi gáo rồi, đúng rồi, tụi bay nói đi, tao đi cõi gáo ra coi. Thôi để ở đó cãi luôn đi rồi nói luôn ông ơi, ở đây ông nhiều thông tin quá, ông nói đi chứ còn anh em đi tới ít thông tin thì nói gì được, làm tiếp đi. Chung ngủ hả hay gì Chung? Đúng có em đang còn nghe, đang nghe bố Cầm chia sẻ. Ủa thì bố Cầm nói cũng hết ý rồi, có nghĩa là tao chửi thôi chứ tao có nói gì đâu được đâu, tại vì tao ghét nhỏ rồi. Tao ghét nhỏ là quá biết không? Bởi vì khi bất cứ một người Việt Nam nào mà bị hoạn nạn, thiên tai bất kể, thì đáng lẽ thay vì nó dùng cái lời và thương cảm hoặc là có thiện chí thì ngược lại nó lại khác. Ngược lại nó đi ngược lại, có nghĩa là thay vì người ta cầu nguyện cho cháu bé nó được tay qua làng khỏi hay kia, nó nói mà nó vô duyên, giống mức độ giống như thằng Thường Nhất nói nãy, nó nói hồi xưa ba mẹ đẻ ra nó móc miếng không kỹ thì sao đẻ cái vậy, nó rõ ràng tao ghét tao bị lương tao giữ thôi chứ tao không biết gì thì ok các con nói đi, có cái gì nữa tao tiếp tục. Dạ thì theo như con nghĩ đó, nếu như mà thông tin mà là đúng mà là một cô giáo thật á thì nhận thức không phải là đến mức đó đâu, nhưng con nghĩ là có một vấn đề gì đó nó rất là nó có cái yếu tố giống như kiểu gì cái đám mà từ xưa giờ chúng ta lên trên mạng chửi bới mình Việt Nam mà đó, thì cái đó là cái rõ ràng rồi, cái tư tưởng này thì nó xuất phát từ nhiều rồi, giống như là chú cháu anh em mình có trao đổi nhiều vấn đề về các cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề mà trong nước đó, chúng ta thấy tại sao thời gian gần đây người ta có những cái phản ứng nó rất là nó giống như kiểu đi ngược lại với những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc vậy. Ví dụ như cái vấn đề Tết cổ truyền cũng vậy, đúng không ạ? Rồi có vấn đề lì xì Tết cũng vậy, thời gian gần đây cũng rộ lên, cũng có những người được cho là nổi tiếng người ta phát biểu về các cái vấn đề đó, người ta làm cái không hiểu là cái, dĩ nhiên đó là quan điểm cá nhân, người ta phát biểu đó là quyền của người ta chứ mình không cấm được. Thế nhưng trước khi người ta phát biểu đó, độ đặc biệt là đối với những người người ta có học hay là có cái sự ảnh hưởng nhất định, thì khi người ta nói ra cái điều đó, người ta có suy nghĩ hay không, hay là người ta chỉ nói bâng quơ, hay là người ta có mục đích gì, thì cái đó rất khó để chúng ta nói, chúng ta khẳng định được lắm.
Thế nhưng mà chúng ta thấy rất là lạ là thời gian gần đây nó lại có những cái chiều hướng rất đặc biệt. Môn lịch sử, đúng không ạ? Cái môn lịch sử này, rồi Tết này, bỏ Tết ta ăn Tết Tây này, rồi bây giờ là tới lì xì này, rồi nhiều vấn đề khác. Người ta cứ cho rằng là chúng ta phải thế này, phải thế kia, hay có một cái vấn đề như vấn đề cháu bé này vậy. Người ta bảo là phải học của Mỹ, phải nhờ Mỹ thì mới được. Thế là chúng ta thấy thôi, hay là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam chẳng hạn, người ta đặt những cái pano, những cái affix để mà kỷ niệm ấy, nó cũng mang cái hơi hướng gì đó, nó rất là đặc biệt. Thì nếu như mà chúng ta sâu chuỗi lại thì nó có mục đích rõ ràng. Đó là yếu mấy trang như là bố từ xưa giờ bạn bố nói là hầu như tất cả những cái chuyện gì xảy ra ở Việt Nam nó đi theo một cái lịch trình mà mình cảm thấy là nó có một cái chủ đích rõ ràng, nó có một cái âm mưu rõ ràng, nó có một cái hậu thuẫn rõ ràng, nó có người đứng sau rõ ràng, nó có thế lực đứng sau rõ ràng, chứ nó không phải đơn giản đâu. Nó có đích đến đúng không? Ý bố nói là nó có đích đến cụ thể đúng, đúng không? Đúng rồi, rõ ràng cho nên nó không phải, tao hỏi mày không có sự trùng lấp nào, có một cái sự trùng lấp nào mà nó trùng hợp đến mức độ vậy. Giống y chang như thơ, giống như thằng Trung mới nói, nó có nghĩa là nó có từ giai đoạn một và nó có từ bước tiến một. Và ngay bây giờ nó có những cái thành phần mà mình phải nói như vậy, có nghĩa là họ len lỏi vào những cái thành phần bất hảo, những cái thành phần gọi là bất hảo đi, mà tạm cho gọi là bất hảo đi, len lỏi vào những cái thí dụ như là văn hóa nè, rồi báo chí nè, rồi thậm chí nhiều khi có chức có quyền luôn nè, rồi nói chung là vậy, họ xác động và họ làm những cái chuyện rất ư rùi bu. Mình nghĩ đôi lúc mình nghĩ rồi, cái đáng lẽ cái ông này ở trong cái cương vị như vậy nó không phát ngôn, không thể nào phát ngôn một cách từ vô trách nhiệm như vậy được, nhưng mà họ vẫn phát vô tư, rồi từ báo chí cũng vậy nữa. Mày thấy ra nói chung là từ đó là nó có một cái âm mưu, nó rõ ràng là một có một cái sự bố cục, có kết cục đàng hoàng, nó có sự hậu thuẫn và nó có một cái tiêu chí, nói chung là nó có đường đi nước bước đàng hoàng, chứ nó không đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà tao nghĩ rằng làm gì thì làm, tao cũng đã nhắc đi nhắc lại 100.000 lần rồi, 100 triệu dân là 100 cái camera chạy bằng cơm, chạy cùng đường cùng xá ngõ hẻm nào nó cũng chạy trơn á, thành ra không bao giờ qua mắt được nhân dân cả. Và cái tiếng nói của chúng ta, tao mày tất cả mọi người lên cái diễn đàn nói là camera thực sự đó, nó là như vậy, thành ra đừng có ai qua mặt được cái chân đời, miễn đi bỏ cái ác bước, bỏ cái sự gọi là coi như là mơ mộng hảo quyền để mà lật đổ thể chế đâu đây. Bởi vì tao nói cho mày nghe này, hôm trước tao cũng nói một lần rồi, lý do tại làm sao mà Việt Nam được như ngày hôm nay là bởi đó là cái tiêu chí của người dân chọn. Nếu người dân không chọn thì cái thể chế thì nó mất tiêu từ lâu rồi, nó không phải đây. Mày hiểu không? Bất cứ một quốc gia nào, nền tảng quốc gia là gì? Nền tảng quốc gia chính là người dân. Nếu người dân đúng rồi, dân là gốc. Bằng lòng thì nó tồn tại, không bằng lòng là tiêu. Đơn giản vậy thôi, chống có cái mẹ cả. Mày nghĩ coi 100 triệu dân Việt Nam mình chỉ có 1-2 thằng le que lóc cóc rồi lên ngồi trên mạng chửi động, tôi hỏi mày nói là cái gì? Nó chỉ là một hạt cát trong biển cả mà thôi, đơn giản là vậy. Nhiều khi lúc này tao cũng không làm biến lên mạng là bởi vì nó đi nó lại nó hoài nó mãi thì nó cũng có một cái bài, một cái chiêu bài y chang vậy. Việt Nam nghèo đó, Việt Nam không nhà không cửa, Việt Nam GDP đồ má, nói chung là tất tần tật đồ má, mình nói hoài chỉ có nhiêu à, không khá hơn được nữa. Phải chi nó chủ thay đổi chủ đề thì mình còn ấy, còn chỉ có nhai đi ra lại hoài, không lẽ mình ngồi tối ngày mình lên mình nói chuyện nó hoài gì chứ, đúng không? Trước hết đề tài em bởi vậy nó không có đề tài hình. Tính tao thì ta tính ta tánh tao là biết rồi, đủ khoái cái gì bữa mới cũ hoài chán lắm, thấy không? Vợ mà cũ còn chán được khoai. Cái này ông khai nha, khoai cái này ông khai nha, đỡ cái này là ở sao mà nó có nồi nó có chén gì nó bay vào đầu thì đỡ được. Ông học tổng thống, cựu tổng thống Trump hả? Tao nói vậy cho mày nghe được vậy, mẹ chán thiệt.